Đó, có chỗ không? Mày có chỗ. Rút cái đuôi lưới lên trước. Từ từ, lấy cái móc á. Móc nãy ông đây, bỏ cái gì, bỏ cái cây 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 nó thì. Móc nãy ông đây, bỏ cái gì, bỏ cái cây 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 nó thì. Hai lão già ông thúc kìa. Để sắp tới cái đồ thì cũng hả? Đâu hết cái phần đi luôn. Ê ê nè, đẹp màu đẹp 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 đây. Quá đẹp đi nữa. Ừ, con cái máy này cứng mà. Ừ. Vậy là thả bằng dao hả? Ra từ việc chợ hàng hóa, chợ nông sản hàng hóa thì đã phát hiện ra một số loại động vật hoang dã như cấp quý hiếm ngoài 1B và 2B và đã làm việc với một số chủ sản có một số loài động vật hoang dã nhóm 2B có hiện tượng buôn bán kinh doanh là trái pháp luật và chúng tôi đã yêu cầu các chủ sản là phối hợp với hạt kiểm lâm lên làm việc mình và yêu cầu hạt kiểm lâm làm rõ những cái sai phạm của các chủ sản kiosk, tăng cường công tác kiểm tra đấu tranh xử lý những các cái vấn đề sai phạm trong buôn bán động vật hoang dã trái quy định tại khu vực chợ Thanh Hóa, cương quyết dẹp bỏ những hành vi buôn bán trái quy định.